Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Như ý kiến của bạn ở các video trước thì các bạn có để ý kiến rằng là bảo anh quay lại cho em xem cái con đại trà anh vừa thả, quay cho em chi tiết em xem. Đấy, hôm nay mình rảnh mình đi quay lại cho các bạn xem con đại trà bữa trước mình thả kéo bay người luôn các bạn ạ. Bay người, đấy, các bạn nào chưa xem ấn một link trên đấy nhá. Đấy, giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem con diều đại trà của mình lần trước thả này. Đấy, đại trà đỏ chót cho chót. Bên này em siêu phẩm mới, mẹ bùng con bảy sắc cầu vồng. Thì mình có làm video mình quay review cái diều này. Các bạn nào mà chưa xem hay muốn xem thì ấn vào link ở trên góc trên này nhé. Đấy, thì mình sẽ để link đấy. Thì các bạn nhớ follow mình nhé, cho mình một like, đừng đăng ký kênh nhé, để theo dõi các clip mới nhất của mình. Dạo này trời nó không có gió, gió bắc nó thả nó không được bền các bạn ạ, thả nó lên được tí thôi nó lại xuống. Này mình hãy đi câu cá, các bạn nào muốn xem câu cá thì hãy vào trong kho video của mình nhá. Đấy, các video mình có sẽ đăng tải lên mấy chuyến đi câu các bạn ạ. Đấy, các bạn ấn vào đấy xem nhé, rất chi là thú vị các bạn ạ. Không có gió thả diều mình đi câu cá đấy, rất nhiều thử thách luôn. Đấy, giờ mình sẽ đi không dài dòng nữa, mình sẽ đi quay lại cái em đại trà này. Đại trà siêu to khổng lồ, siêu to khổng lồ luôn. Cái con này kéo phải bay người các bạn ạ, bay người trời luôn ấy. Gặp gió bão này chinh chiến bao trận rồi. Thì các bạn có bảo mình quay lại con này, giờ mình sẽ quay lại các bạn xem. Thì trước mắt thì các bạn thấy là đây là con đại trà này. Mình đi từ đây sang đây này. Các bạn hình dung nhé, nhìn này, to nào chưa? Đấy, to luôn. Cái này thì cũng lâu rồi, mình cũng thả đôi ba lần. Đấy, đây nhá, mình quay cho các bạn xem này. Vải khâu khá là căng. Đây, cái chỗ này bị rách nên phải khâu lại các bạn ạ. Đấy, khá là căng. Đây là hai cục đá thần thánh. Cục đá này ở trên mặt trăng đấy, mình lấy trên mặt trăng đấy. Ba cục luôn, cục đá mặt trăng. Lần đầu có ba cục đá trên mặt trăng. Các bạn biết để làm gì không? Bạn nào mà biết thì nói cho mình xem nhá. Các bạn xem là tại sao lại buộc đá ở trên này. Ở đây phần đuôi, đuôi này cảm giác như kiểu đuôi quan thời xưa ấy nhỉ, như kiểu đuôi quan thời xưa ấy, và thấy giống không? Đấy, đây như kiểu đuôi quan ấy, hai bên này, giữa này, như kiểu đuôi quan ấy. Đại trà này siêu nghịch rồi, bạn nào thả rồi em biết, đại trà siêu nghịch rồi. Nghe vào trước. Chinh chiến bao trận cũng lỗ rồi, nó hơi khung, nó hơi bị kéo như kiểu gặp gió to thì nó bị giãn ra ấy. Nó vải hơi trùng một tí. Đây, nó khá là căng đấy. Này vẫn ngon lành rồi đấy. Đấy, đây là tổng thể mặt trước. Giờ mình sẽ quay mặt sau nhé. Đây là sao? Dáng diều đại trà đây. Khung em này là khung tre. Khung tre mà chơi khá là bền đấy. Tre già. Khá là bền. Bình thường các bạn thả con này đâm nó hơi khó, tại vì mình phải cầm đằng sau này. Đằng sau thì khá nhiều dây. Các bạn nào biết dây này để làm gì?
đuôi để quan. Đuôi này là bằng tre các bạn nhé, nó không phải cáp quang đâu. Cáp quang thì uốn là dễ như tre, để mà uốn mình nhớ thật là để mà uốn được cái đuôi quan kiểu này khá là khó đấy, không phải đơn giản đâu. Đào nhau nhé, thứ nhất là phải đào, không đào quan nó lạch ngay lên gió là nó đảo ngay. Nhưng mà là mình uốn một cáp quang thì dễ hơn dẻo. Cái tre này mình chỉ uốn lạch tí thôi là gãy ngay ấy. Nhất là cái đoạn phần này này dễ gãy kinh khủng luôn, mình uốn không cẩn thận là gãy ngay. Mà kiếm được cái mảnh tre mà dài này cũng không phải là dễ, mình vót mình làm này không phải dễ đâu. Mình thấy làm cái dèo này khó nhất là cái phần đuôi này. Phần đuôi này làm là hơi khó, hơi khoai, mất khá nhiều công đấy, vót viết các kiểu, chọn tre uốn. Nhưng phần đuôi thì khá là khó đấy. Nào, nó con đại trà này nhìn thì khá là đơn giản nhé, nhưng phần trên này giống nhau đâu, sang mỗi phần đuôi thôi. Đuôi tỉ lệ của nó uốn hơi khó. Khung khung tre này, tre chọn tre già đấy các bạn ạ, không muốn lên vài bữa là nó mất dáng ngay. Nhìn dáng này nó cũng không là cong mấy đâu, các bạn nhìn thấy hơi phẳng đúng không, và lên rất chi là ác luôn đúng không. Trên này thì có cái pad inox ở đây nhé, pad inox này. Và đây là quả đèn, à quên nhập, mình sorry các bạn. Bộ sáo 5 quả, sáo 5 quả, tre này, được sơn bóng tí tí, cọc sáo bằng tre luôn. Lên âm các bạn xem âm chưa các bạn, đấy hôm mình thả các bạn chắc nghe âm rồi đấy, âm khá là ok. Được đấy, mình thả này rất nặng đầu ấy, đá mặt trăng kéo các bạn này nghe, còn bảy sắc cầu vồng rất nổi luôn. Còn đấy bạn xem mình review xem đẹp lắm, nào mình thả lên quay cho các bạn xem, đẹp mê ly luôn. Này nếu mà bình thường đặt như này ấy, mình thấy nó không cong mấy, thì mình mà nhấc lên như thế này đấy, nhìn hơi cong đúng không. Đây là chỉ này, cuốn chỉ à, của keo 52. Con này thì chưa lắp đèn này, ít thả, không thả nhiều lắm, giờ ít thả à, chơi mấy con bồng con thì thả ra dễ. Nó lại to này nhọc lắm các bạn ạ, thả thứ nhất là dây dài, thứ hai là lúc thả kéo nó hơi là mệt, ba là phải gió nó phải to mới lên được. Ngồi chỉ mỗi nó đốt được với mồi các bạn ạ, quá đẹp rồi. Đấy, mình phải xài các bạn nhé, xài em bỏ ngoài xài. Đâu các bạn, quá đẳng cấp luôn. Giờ này không có gió, phải thằng đông này, mùa này cũng phải một thỏ dèo, hơi ít gió, nào gió bắc thì mang ra test bạn xem. Đấy, tiếp theo mình cho xem các bạn cái cuộn dây. Bạn Sam này, Sam rồi.
xem này, cuộn dây. Cái này cuốn, kiếm được em này đi thả cuốn, các bạn nhìn đấy, thả dây mới cuốn vào nhanh này. Nhẹ tay của các này, quay tít luôn này, cuốn có cái này mới cuốn rất là nhẹ, mỗi tội xích đi hơi nhọc tí, hơi nặng. Quay tay. Cầm lên cho bạn xem phát nữa lần nữa. So với mình các bạn biết rồi, nó to. Mấy các bạn xem. Đây con bồng con đây. Quá đẹp. Hai em. Đấy thì các bạn nhớ để cho mình một like, một cái kênh, một lần chia sẻ kênh nhá. Còn lại comment các ý kiến của bạn ở dưới video. Đấy, video mình sẽ tạm dừng ở đây. Chào các bạn nhé.